Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Đụng độ nảy lửa xảy ra khi tàu sân bay của Mỹ đâm chìm tàu do thám của phía Trung Quốc ở Biển Đông, khiến căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh nóng như lửa đốt. Thưa quý vị, hãng tin BBC News cho biết vào ngày hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa hải quân của Mỹ với hải quân của Trung Quốc, khi một con tàu sân bay cỡ lớn hiện đại bậc nhất của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện ở gần quần đảo Trường Sa, lập tức đối đầu đã xảy ra và cuộc đụng độ căng thẳng trên tàu sân bay USS Ronald Reagan, mệnh danh là quái thú của Hải quân Mỹ, đã đâm chìm con tàu do thám của phía Trung Quốc, khiến căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và cơ quan đầu não ở thủ đô Bắc Kinh ông Tập Cận Bình lên mức cấp độ báo động đỏ. Thưa quý vị, hãng BBC News cho biết chi tiết như sau. Vào lúc 16 giờ 45 phút chiều ngày hôm qua, Mỹ đã bất ngờ điều một con tàu sân bay cỡ lớn hiện đại bậc nhất trên thế giới tiến ra ngoài Biển Đông. Ở đây là tiến sát ra quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc tự nhận là quần đảo Nam Sa của phía Bắc Kinh, và ngay lập tức đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa hải quân của Mỹ và hải quân của phía Trung Quốc. Hải quân Bắc Kinh đã điều một nhóm 20 tàu hung dữ, gồm 50 tàu cảnh sát biển, 60 tàu hải cảnh cỡ lớn, 31 tàu do thám, 25 tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và 400 tàu dân quân biển mang theo rất nhiều vòi rồng phun nước và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương. Đáng chú ý nhất là có tên lửa xuyên lục địa đi trước bảo vệ và là 3 chiếc máy bay do thám J-17 của Không quân Bắc Kinh. Được biết, đội hình hung dữ trên khi thấy con tàu sân bay của Hoa Kỳ cách quần đảo Trường Sa khoảng 20 hải lý, lập tức chúng đã bí mật bám đằng sau và dàn trận bao vây, đồng thời phát đi loa phóng thanh xua đuổi tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, mặc cho phía Trung Quốc cảnh báo con tàu quái thú của Mỹ vẫn tiếp tục di chuyển sâu vào địa phận quần đảo Hoàng Sa, nơi phía Trung Quốc được cho là có con đường lưỡi bò để thực hiện tuần tra tự do hàng hải và bảo vệ an ninh ở khu vực Biển Đông. Điều đó đã làm cho phía Trung Quốc vô cùng tức giận. Lập tức Bắc Kinh quyết định cho 3 tàu do thám tăng tốc, một tàu phi nhanh lên phía trước để chặn đầu. Hai tàu còn lại tách ra làm hai bên trái bên phải để phun vòi rồng, đồng thời nã đạn thật lên khoang tàu của Mỹ. Và trước bối cảnh bị bao vây, đe dọa để an ninh đến tính mạng của con tàu, chỉ huy đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đội đốc Davison đã quyết định cho thủy thủ đoàn bẻ lái tăng tốc lao nhanh với tốc độ chóng mặt và với tốc độ cao cũng như là tình huống gấp gáp như vậy. Con tàu chiến được mệnh danh là quái thú của Hải quân Hoa Kỳ đã đâm trực diện một con tàu do thám của phía Trung Quốc và cú đâm mạnh đó đã làm bẹp rúng con tàu của phía Bắc Kinh. Một lúc sau, nước tràn vào và nó đã bị chìm xuống đáy Biển Đông. Thấy tàu do thám của nước mình bị đâm bẹp và chìm xuống đáy Biển Đông, số còn lại của nhóm tàu hung dữ trên phía Trung Quốc đã tỏ ra hết sức run sợ. Chúng cho bỏ chạy toán loạn về đảo Phú Lâm để trú ẩn. Thưa quý vị, theo tờ báo Washington Post của Mỹ cho biết, ngay sau khi một nhóm tàu do thám của phía Trung Quốc bị tàu sân bay của Mỹ đâm chìm, một phát ngôn viên của hạm đội 7 thuộc Hải quân của Hoa Kỳ, đô đốc Anthony đã nói rằng, chúng tôi cho tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến vào Biển Đông để thực hiện công việc tuần tra hàng hải cũng như bảo vệ an ninh cho tuyến Biển Đông. Tuyến biển này là của chung thế giới nhưng phía Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố là vùng biển của Bắc Kinh. Điều này đã gây ức chế cho chính phủ của Mỹ và chúng tôi đã có mặt tại đây để cam kết với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á rằng Trung Quốc không thể nào lộng hành được. Chúng tôi phải ra tay trừng trị Bắc Kinh để trở lại bình yên cho Biển Đông. Đô đốc Anthony thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết tiếp, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, theo đúng luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc đã có quyết định. Nhưng trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận thấy rằng phía Trung Quốc họ đã tự nhận hai quần đảo nói trên là quần đảo Nam Sa và Tây Sa của phía Trung Quốc. Điều này là cực kỳ vô lý, Trung Quốc cần phải bị trừng trị thích đáng để họ không đi bắt nạt gây hấn với các nước nữa. Việc con tàu sân bay của chúng tôi tăng tốc đâm chìm con tàu do thám của phía Trung Quốc là để cảnh báo, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn cho chính quyền ông Tập rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới. Trung Quốc không nên tự nhận về mình, nếu không liên minh Mỹ cùng các nước trong khu vực khối ASEAN và cộng đồng trên toàn thế giới sẽ cùng ra tay, trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Hải quân của Mỹ điều tàu sân bay tiến vào Biển Đông để thực hiện công việc tự do hàng hải và bảo vệ an ninh cho tuyến Biển Đông. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đụng độ xung đột với Hải quân phía Trung Quốc. Các nhà quan sát cho biết rằng từ đầu năm 2021 tới
tới nay, ít nhất đã có 6 cuộc đụng độ đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trên vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là China Morning Post đã xác nhận rằng một con tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đã bị hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đâm chìm ở ngoài khơi Biển Đông. Tờ báo Trung Quốc còn cho biết thêm, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động nguy hiểm trên của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cho rằng hành động trên là gây ra mối thù trên Biển Đông. Tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc còn trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, đại diện là bà Hoa Xuân Ánh, đã phát biểu trước truyền thông của Trung Quốc và truyền thông quốc tế nói rằng Mỹ đang đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh thế giới đang chống lại đại dịch COVID-19. Các diễn biến vẫn còn đang hết sức phức tạp và khó lường, thì trên Biển Đông lại xảy ra những cuộc đụng độ không đáng có và thật đáng tiếc khi hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Trung Quốc nói rằng bất kỳ ai, bất kỳ một nước nào xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đường lưỡi bò, hay còn gọi là con đường 9 đoạn mà phía Trung Quốc đã vạch ra ngoài Biển Đông, thì đều bị hải quân của Bắc Kinh đánh chìm tàu hoặc là bắt giữ. Trong bài phát biểu, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Hoa Kỳ khi liên tục điều tàu khu trục, tàu sân bay, điều máy bay F-35, máy bay B-52 cùng một dàn tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương tiến ra ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều áp lực cho hải quân của Trung Quốc. Bà yêu cầu phía Hoa Kỳ phải ngừng ngay những hành động gây hấn trên Biển Đông, nhất là xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo, cũng như con đường 9 đoạn mà Trung Quốc đã dày công xây dựng ở ngoài Biển Đông, yêu cầu Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và không gây hấn với Bắc Kinh nữa, nếu không sẽ phải trả một cái giá được cho là cực đắt. Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng yêu cầu Hoa Kỳ hãy tập trung cho công cuộc đại dịch COVID-19. Khi nó đang hoành hành tại nước Mỹ, Mỹ đang là quốc gia số 1 trên thế giới về những người nhiễm COVID-19 và những người bị tử vong. Mỹ không nên gây ra hiểm khích trên Biển Đông, nhất là sắp tới Hoa Kỳ tổ chức một cuộc tập trận lớn gồm nhiều nước trên Biển Đông để uy hiếp đến mối an nguy và nguy hiểm cho vùng biển, vùng lãnh hải của Trung Quốc. Trước đó, tình báo của Bắc Kinh đã báo cáo lên chính quyền. Ông Tập Cận Bình cho biết rằng, trong thời gian ngắn tới, Hải quân của Mỹ sẽ kết hợp với Hải quân của Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, trong đó có 10 nước khối ASEAN, khu vực Đông Nam Á, tham gia một cuộc tập trận chung hải quân trên Biển Đông với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Và Trung Quốc nói rằng cuộc tập trận trên sẽ gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng cho Biển Đông cũng như là lãnh hải của Bắc Kinh, đề nghị các nước hãy tôn trọng luật pháp của Trung Quốc, nếu không sẽ bị Trung Quốc ra tay trừng trị. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, trong suốt thời gian dài vừa qua, từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền ở Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc liên tục xảy ra những cuộc đối đầu đầy căng thẳng không chỉ ở Biển Đông, vùng biển Hoàng Hải và vùng biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan hay vấn đề Hồng Kông. Mở trên các bàn họp của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ cũng luôn luôn đối khẩu với nhau. Gần đây nhất tại Washington DC, trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, Mỹ đã liên tục gay gắt chỉ trích Trung Quốc về đạo luật an ninh mới ở Hồng Kông. Trung Quốc nói rằng yêu cầu Mỹ không can thiệp sâu vào chuyện nội bộ ở Đài Loan cũng như Hồng Kông, bởi vì những chuyện đó Trung Quốc cho rằng đó là chuyện riêng của Bắc Kinh đại lục chứ không phải là chuyện chung trên thế giới. Đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden không được nhúng tay sâu vào chuyện nội bộ đó, nếu không nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông là rất lớn. Theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, các nước trong khu vực Đông Nam Á, khối ASEAN, đặc biệt là các nước lớn trên thế giới, phải hết sức cảnh giác và lưu ý tới Trung Quốc, bởi vì họ vẫn luôn nuôi ý định độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Vì thế, trong thời gian tới, Biển Đông chắc chắn sẽ tiếp tục dậy sóng. Các tin tức liên quan tới tình hình đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những tin tức mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin kế tiếp. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.